Dạ vâng, chào các bạn. Ngày hôm nay 16 tháng 7 2019 thì tôi đang đứng trước cái cơ quan di trú và tị nạn của Liên bang Đức. Phía trước, phía sau lưng đây các bạn nhìn thấy những ngôi nhà rất lớn và có hình logo, biểu tượng là một hình con đại bàng. Và trong chương trình thứ nhất thì chúng tôi đã nói về vấn đề chùm dư luận viên tại Đức và mạng lưới của họ. Và đến chương trình thứ hai này, chúng tôi sẽ trình bày về những cái vấn đề như 30 năm đã được sống trong thể chế dân chủ nhưng vẫn phục vụ cho nền độc tài ở Hà Nội. Vâng, quả thật sau khi những cái thông tin mà được đăng tải trên các phương tiện xã hội cũng như những chia sẻ của những dư luận viên đó được đưa ra thì chúng tôi đã thấy, đây các bạn xem khu nhà này. Sau khi những phương tiện đưa ra những phương tiện truyền thông và những cái báo cáo của chúng tôi đối với phía an ninh Đức và cảnh sát Đức thì lập tức phía cảnh sát Đức đã vào cuộc, và quan trọng hơn cả đó là việc mà sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc thì phía Đức đã quan tâm hơn rất nhiều đến những cái lỗ hổng của sở di trú và tị nạn Cộng hòa Liên bang Đức. Bởi vì khi những cái người nhân viên làm việc trong cái tòa nhà này là người Việt Nam, nếu họ tiếp tay cho mật vụ Việt Nam thì điều đấy rất nguy hiểm, bởi vì những cái thông tin của những cái người mà Việt Nam định cư ở Đức, hơn 100.000 người Việt Nam định cư ở Đức và sống ở Đức thì sẽ bị đưa ra trước được đưa ra, và những cái thông tin đó chắc chắn sẽ được gửi đi và đưa về Hà Nội nơi Bộ Nội vụ, Bộ Công an đang xử lý. Và đây là hình ảnh mà tôi cũng vừa đưa ra. Đây là hình ảnh ông Hồ Ngọc Thắng. Các bạn thấy Hồ Ngọc Thắng, sau khi những cái bài báo của Đức và đài truyền hình Đức, đài phát thanh nước Đức liên tục đưa ra những cái thông tin về con người này, thì mặc dù ông Hồ Ngọc Thắng đã nhận được rất nhiều những cái chứng nhận của báo Nhân dân về những cái thành tích của ông ta trong cái việc mà viết và biên tập những bài báo đả kích cái nền tự do và dân chủ. Đây các bạn thấy, ông ta được nhận rất nhiều những cái bằng khen, giấy khen như thế này của báo Nhân dân. Đấy. Đấy. Và ông ta ngoài ra ông ta còn có những cái giấy chứng nhận là dũng sĩ diệt Mỹ, cũng rất là nhiều giấy chứng nhận dạng như thế này. Đây là chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ, là cái người mà phải giết được rất nhiều người khác, như giết người Mỹ hoặc là giết người lính của Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí giết cả người nhân dân nữa. Đấy, thì đấy là cái điều rất tệ hại. Thì phía chính quyền Đức, bên Bộ Nội vụ Đức họ đã điều tra và họ nghi ngờ rằng ông Hồ Ngọc Thắng có thể có mối liên hệ với mật vụ Việt Nam, và có thể những cái dữ liệu của người Việt Nam ở Đức và châu Âu bị thất thoát ra ngoài và bị đánh cắp thông qua những cái người mà làm việc trong chính những cơ quan như thế này. Và ông Hồ Ngọc Thắng là một cái đối tượng rất đáng nghi ngờ trong việc đó. Chính và lập tức cơ quan liên bang về định cư, nhập cư và tị nạn đã gửi cho ông Hồ Ngọc Thắng giấy cho nghỉ việc. Đây cái giấy là không cho nghỉ việc, tức là họ đuổi việc luôn. Đây là cái giấy đó. Và cái giấy này thì chính là do ông Hồ Ngọc Thắng tự chia sẻ trên các trang mạng xã hội, và sau đó rồi thì ông ta cũng rút đi, nhưng mà nó đã được chia sẻ đi rất nhiều. Và trong tờ giấy này họ ghi rất rõ là cơ quan phụ trách của ông Hồ Ngọc Thắng đã quyết định thôi cho ông Thắng, Hồ Ngọc Thắng thôi việc, tức là đuổi khỏi chỗ làm việc, không cho làm việc nữa, và đình chỉ mọi hoạt động của ông Hồ Thắng. Thì đây là cái điều mà rất là quan trọng, bởi vì là khi đó ông Hồ Thắng sẽ không còn có cơ hội tiếp xúc với những cái hồ sơ, với những danh sách của những cái người Việt Nam nằm trong cái cơ quan này nữa. Đấy, và cái điều đó là sẽ không cấp được cho bên bộ Công an Việt Nam những cái danh sách, những cái người mà Việt Nam muốn biết. Đấy, đây là cái thông báo của bên cơ quan di trú và tị nạn Liên bang Đức đã buộc ông Hồ Ngọc Thắng thôi việc, tức là không cho phép làm việc nữa. Đấy là cái kết quả đầu tiên mà ông Hồ Ngọc Thắng nhận được. Ngoài ra thì có những cái dư luận viên khác mà chúng tôi cũng đã trình bày trước đó với các bạn. Ví dụ như là đây là hình ảnh của ông Xuân Điền mà chúng tôi cũng vừa đưa lúc nãy. Thì sau khi ông Xuân Điền đưa những cái lời lẽ và đe dọa chúng tôi cho nhà báo ăn tiết canh, thì đe dọa nhiều lần, thì tôi đã trực tiếp gặp cảnh sát Đức và đưa cái bằng chứng đó ra cho cảnh sát để yêu cầu cảnh sát điều tra. Thì sau một thời gian ngắn thì ông Xuân Điền đã bắt đầu bị phía Viện Kiểm sát Đức điều tra,
Và đây là hình ảnh mà bản thông báo của Viện Kiểm sát München gửi cho chúng tôi và nói rằng là chúng tôi đang điều tra ông Xuân Điền. Đây hình ảnh đó. Thế còn cụ thể kết quả điều tra như thế nào thì họ thường điều tra khá lâu và dài, họ theo dõi rất lâu. Nhưng mà có một số cái thông tin mà tôi biết được, đó là việc ông Xuân Điền trong cái thời gian vừa qua đã một lần đã bị cảnh sát đột vào nhà lúc 5 giờ sáng để khám nhà và tịch thu điện thoại cũng như là máy tính để tìm bằng chứng về cái việc liên hệ của ông Xuân Điền này với có thể là với mật vụ Việt Nam và có thể với đại sứ quán Việt Nam như thế nào đó để đe dọa nhà báo Đức ở đây. Đấy thì là phía Đức họ đã đưa cảnh sát vào để họ làm việc và bây giờ ông Xuân Điền đang ở tình trạng là đang phải điều tra. Và còn những cái người khác thì sao? Những cái nhân vật mà rất cộn cán ở Berlin là những cái người mà chuyên chửi bới và sỉ nhục, tức là nhục mạ những cái người biểu tình và những cái nhà báo. Thì đây ví dụ đây một cái nhân vật này, thì sau khi được cảnh sát được thông báo về những cái đối tượng như thế này thì họ cũng đã mời họ đã gặp những cái nhân vật như thế này để họ làm việc. Và cái cụ thể cái việc họ làm việc và trao đổi như thế nào thì không, chúng tôi không thể được biết, bởi vì đó là việc liên quan đến vấn đề là thông tin cá nhân cho nên không thể được biết. Nhưng mà sau những buổi làm việc đó thì những cái người như thế này đã đăng ít hơn những cái lời chửi bới nhục mạ những cái người khác. Và chắc khi mà Đức đang điều tra thì bất cứ những cái thông tin nào mà liên quan những cái việc mà nhục mạ người khác thì sẽ tiếp tục là cái bằng chứng để cho cảnh sát bổ sung hồ sơ, và khi mà đưa ra phán quyết cuối cùng thì sẽ nặng hơn cho cái tội lỗi của mình. Đây là những người như vậy. Đấy. Và ngoài ra những cái người mà hoạt động giống như là mật vụ Việt Nam đã chụp ảnh lén của phóng viên báo chí khi họ hoạt động ở trên nước Đức và đưa lên mạng xã hội và bình luận và đe dọa như thế này. Đây các bạn thấy cái hình ảnh của tôi đang ngồi làm việc ở trong một cái chỗ góc nhỏ ở cái nhà hàng ở bên ngoài để làm việc cho với trả lời phỏng vấn cho đài BBC thì chúng tôi bị chụp ảnh và quay phim. Đây là cái cô là Đinh Tu Anh đã quay phim và chụp ảnh và sau đó đưa lên mạng xã hội. Đấy thì cái người này cũng đã bị cảnh sát, Đinh Tu Anh này cũng đã bị cảnh sát mời lên làm việc. Và cái cụ thể cái việc như thế nào thì đó là cái việc còn lại, đấy là của nhà nước. Họ sẽ bên đơn vị điều tra họ sẽ xem xét, viện kiểm sát sẽ xem cô này có liên quan gì đến cái đường dây mật vụ hay không, hay là đường dây khủng bố những cái người mà Việt Nam đang sống ở Đức, ở châu Âu hay không, thì cái đó là việc của bên cơ quan cảnh sát điều tra họ vẫn đang làm. Và sau đó thì những cái người như vậy cũng đã trở nên là ít đăng những cái status hoặc là chia sẻ những cái nhục mạ người khác trong thời gian vừa qua. Thì đấy là kết quả mà ban đầu mà chúng tôi có thể làm được để cho những cái người Việt Nam sống ở Đức và châu Âu bớt đi những cái lo lắng, bớt đi những cái phiền toái do những cái người này đem lại. Và đây là những cái bức thư, đây là những cái thông tin mà bức thư mà như chúng tôi đã trực tiếp gửi cho Sở Cảnh sát Berlin về thông báo về những cái người như vậy đang đe dọa chúng tôi và đe dọa những người khác như thế nào. Và chúng tôi có bằng chứng đầy đủ cụ thể và những bằng chứng này sẽ luôn luôn được cập nhật và để đem đến đưa cho cảnh sát để cảnh sát tiếp tục là đưa những cái điều này ra để đấu tranh với cả những cái người mà mặc dù ở nước Đức một thể chế dân chủ và tự do nhưng họ luôn luôn bênh vực cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam ở trong nước và họ nhục mạ những cái người mà viết không theo những mong muốn của Đảng Cộng sản, không theo mong muốn của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Đây là những cái người như vậy và những người này sẽ bị đưa ra cảnh sát và chắc chắn rằng trong thời gian tới thì họ sẽ tiếp tục phải lên những cơ quan điều tra xét hỏi ở đây khi mà có thêm những bằng chứng mà được cung cấp thêm. Đấy, vậy. Và cái người mà chúng ta cũng đã thấy là người dư luận viên hàng đầu của người Việt Nam tại Đức, đấy là ông Hồ Ngọc Thắng, là cái người mà luôn luôn ở đây làm việc ở Đức 30 năm, cho nước Đức 30 năm nhưng mà lại ủng hộ Đảng Cộng sản và luôn luôn viết bài để đả kích cái nền tự do và dân chủ ở đây, thì phía điều tra họ vẫn đang làm. Đây đó, Hồ Ngọc Thắng. Vâng, chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục sẽ điều tra, sẽ tìm hiểu thêm những cái thông tin về những cái người như vậy để cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước cùng biết và bình luận và chia sẻ để chúng ta cùng xây dựng một cộng đồng ở Việt Nam, ở Đức vững mạnh, lành mạnh và sống theo đúng tiêu chuẩn, theo đúng thể chế của tự do, dân chủ và không để cho những cái nơi mà thù địch với cả
nền tự do này như Đảng Cộng sản, độc tài, độc đảng, họ có thể vươn bàn tay dài sang bên này để quản lý, điều hành hoặc là đe dọa những người Việt Nam của chúng ta ở trên khắp nơi trên thế giới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái phần 2 của ngày hôm nay. Trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phục vụ các bạn thêm những thông tin mới, và các bạn hãy gửi những cái comment, những câu hỏi ở trong live stream này để tôi tiếp tục tìm hiểu và trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo.de, 16 tháng 7, 2019. Chào các bạn.